Hãng sản xuất ô tô điện Tesla cho biết đang đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất pin gọi là Gigafactory để nâng cao năng suất nguồn điện cho ô tô. Kim loại li-ti dùng để chế tạo pin là một trong những phần tốn kém nhất của một chiếc xe điện. Nhà máy Gigafactory mới này được kỳ vọng là sẽ giảm giá thành ô tô điện và tăng năng suất sản xuất pin lên gấp 14 lần hiện nay. Tổng vốn đầu tư dự án lên tới 5 tỷ đô la Mỹ, nhà máy chạy bằng nguồn điện gió và điện mặt trời, mục tiêu tiến tới giảm giá thành ô tô điện trong vòng 3 năm. Riêng Tesla sẽ chi 2 tỷ đô la Mỹ, phần còn lại là vốn của các đối tác. Chuyên gia Google Mindset cho biết lần đầu tư này có thể sẽ làm giảm 15% thu nhập của Tesla trong vòng 3 năm, bù lại triển vọng phát triển của Tesla sẽ lên cao, kéo theo giá mục tiêu của hãng tăng. Cổ phiếu Tesla tăng ngay khi mở phiên giao dịch. Tesla không tiết lộ danh tính của đối tác, một số nhà đầu tư đoán rằng đó có thể là Samsung SDI và Panasonic. Khả năng Panasonic cao hơn vì hãng này là nhà phân phối pin lớn nhất của Tesla và đôi bên đã có mối quan hệ hợp tác lâu đời. Tesla đang xem xét vị trí đặt nhà máy, có thể là ở bang New Mexico hoặc là Nevada. Nhà máy mới sẽ tạo việc làm cho 6.500 lao động.